Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 54 ngày 12 tháng 4 2022 của Chính phủ, ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Long An đề ra mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP bình quân 5 năm giai đoạn 2021-2025 theo giá so sánh năm 2010 đạt 9,2 đến 10%. Trong đó, khu vực nông lâm thủy sản tăng 1,8% đến 2%, khu vực công nghiệp xây dựng tăng 13 đến 13,5%, khu vực thương mại dịch vụ và thuế tăng 6,5 đến 7%. Cơ cấu kinh tế, các khu vực nông lâm thủy sản, công nghiệp xây dựng, thương mại dịch vụ đến năm 2025 lần lượt chiếm 10%, 60,5%, 29,5% trong cơ cấu GRDP. Mục tiêu tổng quát và chương trình hành động của Ủy ban Nhân dân tỉnh hướng đến là hình thành cơ cấu hợp lý hiệu quả trong từng ngành lĩnh vực, giữa các ngành lĩnh vực và cả nền kinh tế, phát triển được nhiều sản phẩm quốc gia dựa vào công nghệ mới, công nghệ cao, tạo bứt phá về năng lực cạnh tranh của một số ngành kinh tế chủ lực và chuyển biến thực chất rõ nét về mô hình tăng trưởng, năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, nâng cao tính tự chủ, khả năng thích ứng, sức chống chịu của nền kinh tế.